Sau khi chiêu mộ Nguyễn Công Phượng, câu lạc bộ Bình Phước bán sạch vé cả mùa giải chỉ trong vòng 15 phút. Số tiền hơn 1 tỷ đồng thu về từ việc bán vé được câu lạc bộ Bình Phước đóng góp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước để giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại do bão Yagi. Công Phượng 2 năm qua chơi mờ nhạt nhưng anh vẫn luôn có sức hút rất lớn với người hâm mộ. Họ mong muốn được chứng kiến Công Phượng tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường quốc nội. Trước đó, khi trở về Việt Nam từ St. Jude's Kobe, Công Phượng thi đấu ấn tượng trong màu áo Hoàng Gia Lai. Trước khi V-League 2021 bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công Phượng và đồng đội dẫn đầu bảng sau 12 vòng đấu. Anh ghi 6 bàn và có một đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Tại đấu trường Cúp C1 châu Á, Công Phượng có thêm 2 đường kiến tạo nữa. Nhưng đến khi xuất ngoại, Công Phượng lại nhận thất bại dù có sự chuẩn bị kỹ càng cả về chuyên môn lẫn cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Mùa giải đầu tiên tại G-League 1, anh chỉ có chưa tới 2 phút thi đấu. Yokohama FC, đội bóng của Công Phượng, xuống hạng thi đấu ở G-League 2, nhưng cầu thủ người Nghệ vẫn hiếm khi được lựa chọn. Công Phượng chỉ có một trận đá chính duy nhất cho Yokohama FC trong 20 tháng. Công Phượng hiện mong muốn trở về Việt Nam để có nhiều cơ hội ra sân thi đấu và ghi bàn, qua đó tìm đường trở lại đội tuyển quốc gia.